Ngay lúc này, Lợi làm răng vô cùng đẹp trai. Trinh Khờ quyết giữ bên mình, không cho Lợi đi làm luôn, vì sợ đi làm quá đẹp trai sẽ có nhiều người thương. Rồi chuyến này ông đẹp quá trời luôn rồi Trinh ơi. Trinh cười ra nữa coi, cười lên cho vui, cười vòng lại vòng găng vô, nhìn nó đẹp trai ra hẳn ta. Ôi ơi, rất là đẹp luôn, baby cũng Trinh. Trời ơi, chuyến này đẹp trai lên quá trời luôn rồi nè. Nãy làm xong đó rồi mình đi ra đó, cái nó có cái gì khác lạ không lại không? Là mấy cái cô làm răng cho mình có khen mình không? Không. Nó sao á? Người đầy dai thôi. Cái này ngại Trinh nó nghe. Ngại ngại Trinh nó chứ đi ra chắc tao khen chứ cũng có lấy số này kia hết rồi. Em răng nó trồng xong rồi hết rồi. Có em điện thoại rồi. Rồi dùng cho số thì tao lấy viết với tao ghi vô cái một rồi. Rồi. Cũng mạnh lên ơi, mạnh lên đây. Nhân hết ra rồi. Ba cửa cho cái giùm. Mấy cái tổng cộng mấy cái răng? 5 cái. 5 cái hả? Đâu? 5 cái là một cái bao nhiêu? 1, 2, có 2 cái bự à. Thì 5 cái. Cái bự còn nguyên. 2 cái răng cửa. Cây ra 4 triệu đúng không hả? Tổng cộng là nhiêu rồi? 4 triệu. 4 triệu ha, là tiền công rồi luôn, hết răng luôn đó ha, làm hết răng luôn ha. Cái 800 đó. Cái 800. Bây giờ chồng hết bôi hoàn hảo rồi đó, bây giờ tới cô vợ Khờ đi trang điểm lên đi. Xăm chân mày nè. Chân mày không có chân mày kìa, không có chân mày kìa. Không có điều kiện đâu, xăm giống ông Quy Thường tướng. Tướng giờ đây xăm đẹp không vui. Rồi luôn. Thôi nộp. Xăm chân mày đi, chân mày lực nhất kìa. Không có chân mày luôn không? Điều kiện mà kêu xăm hoài tiền. Trời ơi, tưởng đâu cái gì. Đi dưới lấy cái chảo lên coi. Quét lên cái gì ra. Quét một cái một luôn. Trời ơi, trời ơi, chảo nó mất một cái gì với chị. Thôi cạo luôn đi. Cho nó lọt rồi, cho nó lọt luôn. Cái nó lên lại. Ông Trinh nó ngộ chứ đâu xấu đâu. Nó hơi heo thôi. Rồi Trinh đi làm đẹp lên đi. Để xứng với chồng. Này người Trinh nhỏ, nếu em là Trinh thì anh xin để Trinh trên đầu nằm. Nằm để dưới. Ước mơ gì không? Ước mơ gì không? Không. Kìa, dạ hỏi có ước mơ gì không kìa. Ước mơ có vợ bên cạnh nè. Ước mơ ta sẽ bỏ đó mà. Rồi sắp tới là chồng á đầy đủ rồi. Tốt rồi Trinh ơi. Lên đồ rồi, chồng ở bên cạnh vợ đó nè. Trinh ơi, có biết kìa. là Lợi đang ước mơ cái gì không Trinh? Nó ước mơ lại quay về lúc xưa, lúc mà nó sống mình một á Trinh ơi. Không. Có con rồi, có không gì nữa, hai cục kè. Có... Đúng rồi. Đang là số 1. Trinh nhìn coi, nhìn thấy Trinh cũng có duyên quá. Duyên gì? Duyên duyên trẻ, nhỏ, duyên chim cương. Đúng rồi. Mới đi làm hai cái đồng tiền hai bên đi cho nó đẹp. Kìa. Làm hai đồng tiền đi. Ôi mẹ mới đi ngang quán gì xấu á. Giờ bồng bé Trương ra cho mẹ. Nó chắc bà đi ra hay gì á, đang đi ra. Đâu có. Cái này gì kêu bà ấm đi. Để mắm. Thấy chồng mình đẹp không? Làm răng gì thấy đẹp không? Thấy chồng mình làm răng gì thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn nè, hưởng cho một nụ hôn. Trời ơi. Thưởng liền à, thưởng cho nụ hôn liền. Thưởng nụ hôn rồi. Sao vậy? Nói nhỏ nghe nè, nói thiệt đi, qua bển có ai không? Có ai nhìn không? Ngoài đĩa không? Ngoài đĩa không? Đi rồi, có đi. Có Mino. Bao nhiêu thôi? Nó nhỏ đó chừng, đón chắc chừng... 18 không? 31... Với ổng? 31 tuổi ngữ hả? 31 tuổi lễ 2 ngày. Mino tổ tới 31 với ổng? Thấy đẹp không?
đẹp không? Rồi, rồi đã khám tôi dặn đứa nào cũng đẹp đẹp không anh? Ồ đẹp đẹp không hả? Ồ, rồi đã khám tôi dặn ông rồi kia là có gì để xin số cho tôi có xin không? Có. Nhân thiết đồng vào đây nè. Có luôn hả? Đâu 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 coi. Trời ơi, thả ta. Bởi nhân thiết luôn có gì điện. Lại không bây giờ thất hứa đâu 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 tao. Trời ơi, quá im. Số điện thoại. Quá im, trời ơi, Mino gì đẹp dữ vậy trời. Vậy là có đi đường dân liên hệ á. Liên hệ luôn. Ừ, ừ, ừ. Thẻ bảo hành. Có con trời cơ. Thẻ bảo hành găng của Phan Quốc Lợi. Ờ. Còn có số điện thoại đó. Cỡ giỏi, đằng sau nó có hình của Mino đàng hoàng chứ bộ. Có hình Mino, ừ, có hình Mino nè. Cắt đi, cắt đi. Cắt đi, cắt đi. Vợ thấy đừng để dân trên thấy nghe cắt đây đừng cho trên thấy rồi có hình Mino có nhà bên nó để nhà vậy. Còn cái nữa hả? Ừ, cái kia có hình nữ đàn bà luôn. Wow. Có hình nhỏ cái đứng với nhỏ cái ngồi số điện thoại luôn. Có cái nằm không? Có luôn đều rồi đang số điện thoại luôn. Ủa đại chị thiếu gì về nhà đi lấy cho. Dạ hứa nghe, hứa là phải cho nghe, hứa trong cái liền điện. Muốn gặp mặt thì điện liền. Dạ. Tại vì bữa nay không có nhỏ đó. Dạ. Mà nó đều số điện thoại. Wow. Trời ơi. Nên tôi đâu có lưu được đâu. Ờ xin số thoại luôn không lưu hả? Đâu có, tôi không lưu nhưng mà có danh thiếp. À à. Danh thiếp địa chỉ nhà này. Ta mời danh thiếp mình luôn ha. Ừ. Nhà luôn nha. Trời ơi. Đầy đủ luôn. Đã rồi. Đã ta. Hay có dự định là hẹn người ta đi uống cà phê gì không? Biết tính hẹn mà thấy cờ cờ vài thôi, thấy người ta cờ cờ vài cũng ngại. Người ta cờ tức là người ta anh nói đi đó, ý là người ta anh nói hãy nói đi đó. Ừ, ông này ông không hiểu ý gì chứ. Không nói thì bà xin giao thiết mà chừng nào bên cảnh này vũ đi uống phê. Cái dao này bởi vì dao ông này đi là nó hư bột hư đường hết. Tại sao với em văn mới chồng mà làm gì cà cỏ 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 hoài đi. Chưa quen chưa quen. Chưa quen á. Tại nó hơi u quá, nó cái này nó hơi bự quá. Không phải, tại vì mới đầu nó hơi bự. Lạ. Nó lạ lúc thôi. Trước tới giờ nó chấm rồi bây giờ nó có lại rồi nó lạ thôi. Như gì từ 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 nó mòn cái nó y dàng lại cái như cái ban đầu nó mới. Ừ. Trời hàm răng này vô đầy đủ nè, ăn cháo này không bị dội ngược đâu, có ăn nhai được sao đâu, nhai được bình thường luôn. Có thể cắn thịt bò rồi giờ thịt bò đều đầy đủ luôn được bình thường. Về ăn xào lông thoải mái. Xào lông tới chanh rồi là ăn được luôn đó. Về chứ giờ đấy đá này dao ngoài đây nữa nè. Nên là để xuống đi lên xuống nhà nào nó bóng. Mà không tối em vô cà là nó chắc hả? Đâu cà. Trình đó giờ nó cho ăn sò lông hoài ngán không lại. Không, sò lông quá nước rồi. Lúc im hả? Nước quá trời nước rồi, sò lông cho ăn ban đêm không vậy? Mua ban đêm ăn tiêu rồi. Ban đêm nó mà cái này nắng nóng quá nực rồi ăn uống thì nó không vô. Tối ăn nó ngon, nước nhiều. Là nước mỡ hành hay gì? Thì nước mỡ hành đó chay quá trời ngán. Trời, cái đó nước nó xèo xèo ha. Đã ha. Nhầm người phái nước, nhầm người mà không có phái nước. Nước thì vừa vừa thôi, nước thì tẩm luôn, lội được luôn. Nước lên láng luôn hả? Lên láng luôn. Có thể là mình đạp lên lẩm tẩm luôn. Sao ông kêu nó mua hến đồ, nghêu đồ, xào lông không vậy? Xào lông thì ăn như ăn quen rồi, mang mấy cái kia không được. Xào lông ăn quen ha. Quen rồi. À. Nghiêu với ba cái sò huyết rồi đó ăn cũng ngon ha. Mấy kia nó nhỏ nhỏ không? Mấy kia nhỏ lắm. Ủa, ẩm ở đâu rồi kìa? Ẩm nó qua chống bông luôn rồi kìa. Đi kiếm á mà. Đi kiếm bà nội nó. Nó có. Làm bà ơi đi. Trên nó đi rồi nè, bây giờ có gì nói hết đi. Nói thiệt đi. Nói thiệt đi. Ngán không? Ừ. Ăn nghiêu ăn hến đồ nó nhỏ nhỏ, đồ ăn đâu ngán. Bên ông nó bự ngán. Có nhỏ kìa đeo đẹp lắm mà nó bữa nay này không được. Cái ta đang nói cái vụ sò lông nói gì trời. Nó đang nói vụ ăn uống nói gì. Ờ. Thì sò lông thì ăn không? Ăn thì lúc nào mà không có. Lúc nào cũng có, phải ngày nào mà không ăn. Ừ. Cái bữa mua ngán thì nữa mấy anh em ta dắt ta đi ăn hến này kia. Ra chợ đó. Ừ, trời thay hến phơi không? Trời ơi. Nước cắn vào cái nước nhóc hết trơn. Nước mà chảy lên láng luôn. Giờ là ngán sò lông rồi, giờ tính kiếm hến ăn hả? Ừ, là có đâu. Hến nước nó ngọt hơn ha. Thì nó là ảnh được. Không dòng cái răng vô rồi, hến là cắn bụp bụp sao đâu. Phải ra. Chưa đâu, dừng lâu mới được. Cho nó chắc ha. Chắc giờ ăn hến sò lông nguyên ăn hết. Ừ, ăn sạch ha. Trời, cái đầu măng chân. Có hấp nó luôn không? Hấp luôn, chàng liếm luôn. Ăn vỏ luôn. Vỏ luôn hả? Nhai vỏ luôn. Nhai vỏ luôn. Cứ ngắt ăn cũng được rồi. Có rằng là người ta có được hàng tiền đạo mới rồi.
nhai luôn vỏ. Nó nói bỏ đẹp trai thì ở như trồng gan vô đẹp trai rồi lên da thì mấy đứa người ta lỡ nhìn tiếp viên rồi đó, người ta lỡ nhìn tiếp viên luôn hả? Có tiếp viên luôn hả? Có nói là khen anh sao hả? Đẹp trai sao không? Chị không có găng nữa, con nó kịp giờ có gắn cửa vô đẹp ghê. Gắn cửa vô đẹp ghê. Ừ. Thiếu cái lỗ thông gió gì mình bít cái lỗ thông gió lại ha. Bây giờ có cửa nẻo đầy đủ rồi, đóng khỏi sợ trộm. Gió nó hết lọt vô ha. Với lại tiền vô như nước vậy. Cái này nữa đi hấp cháo á là nó đâu sợ trào ra đâu. Trời sướng. Đã ha. Cái bịch luôn nó như là nó làm không có cái đường kẻ. Như cũng như là trắng luôn cái nhựa. Líp ra này nước nó chảy không ra luôn. Chút xíu nó gì bả nó ta cầm cái nước ta hấp vô thử đi. Hấp cái sọt vô cái đầu nó có chảy ra không? Không. Ừ biết cái chất lượng mà nó giữ nước nó được bao nhiêu không? Lệnh. Lại đẹp trai nè, lại vợ nó đi công chuyện rồi cho anh hỏi đó giờ mình bao nhiêu mối tình này lại. Nên có hai cái gửi à. Hai cái gửi nữa. Thì hai cái gửi tất nhiên là gặp được hai trường hợp ở nhân trên phải là ở vậy nam thì tức là trên là một hai hai nhỏ với Sài Gòn. Vậy là nhỏ đó trước hay là trên trước? Nó đi trước rồi còn cái gửi nữ cái là cũng như là mình mới gặp lần đầu đó mình ghẹo nó không chịu đó thì nó ngoại sao cái người mà lần đầu tiên á mình quen với Sài Gòn á mình dắt đi ăn cháo được nhiêu lần? Có ở đúng một tháng. Con tháng hả? Cái người đầu tiên hả? Đầu tiên á. Là lúc đó sao mà gặp nhau? Thì cũng như là nhậu vô ngoài quán đó rồi cái quen, nhậu chung á. Mấy lần? Cái mới một lần đầu tiên à quen rồi cái chỉ từ lợi nhà em cho em chơi á rồi tình cờ cái nó quen luôn. Nó quen cái sau là nó lợi nhà em kiếm em. Dạ. Ồ, mạnh mẽ quá ta. Cái kiếm em luôn rồi không có gì cho nó mà lợi tiện đã kiếm hoài nó. Nó bận bộ đồ bó rồi cái lỡ kiếm bài nó hơi về nhà đi rồi để cha mẹ kiếm sao có hấp bánh sao có hấp bánh chưa rồi cái kêu về đi cái không về nó năn nỉ em hoài nói anh lỡ về nhà cho anh lỡ ơn cái em nói thôi em đi về nhà đi chứ anh không chịu đâu anh không chịu anh không cần cái gì đâu rồi về đi để cha mẹ lo. Cái chiều đợi hoài luôn, bước về đường thấy nó còn xinh. Ngồi đợi hoài đó. Bao lâu rồi? Cái giờ hút luôn. Hai đứa mà quen được bao lâu rồi? Cái thời gian quen bao lâu? Một tháng. Tháng à? Ừ, rồi hai cả... người có từng hấp bánh gì chưa? Có. Ba bánh nào? Ba cái gữ. Ồ, hấp bánh luôn à? Ừ. Hấp gì mà nguyên tháng được có ba cái mấy trời? Tại thì nó đúng là đếm luôn mà, đếm từng ngày mà. Ít nhất là cũng phải được một xì. Một khi tôi có ghi sổ thôi, có ở trên trình tôi ghi sổ đàng hoàng quá. Rồi sao? Nói đi. Có ghi sổ mà 1722 cái. Có ghi sổ rồi xong. Ai giữ à? Mày. Em á. Còn người khác là anh biết tay em. Không, người khác được có hai cái máy à. Đang dọn dẹp nhà xong rồi cái tự nhiên quên dục tấm giấy luôn, đang ghi sổ nữa mấy người kia hỏi ủa, có ghi sổ nữa hả? Rồi. Rồi hồi nãy đi qua bển làm gan xong rồi bà kêu quét màn nhện đó, quét chưa? Quét cho người ta chưa? Bữa nãy đang làm lụa bu tự nhiên quên đi về luôn cho quên quét luôn. Bởi đúng gì? Rồi. Làm ăn gì đó mà mất uy tín với người ta nghe, ông ta kêu quét màn nhện mà không chịu quét. Để chắc còn mai tiện lại nữa nó bắn giống. Ở nhà mà anh trong phòng nhóc luôn quét chưa kịp nữa rảnh rồi quét ở bển. Vậy đó hả? Dạ. Mới xịt đắp mãi trước rồi còn ngày mai làm sao? Cái gì? Mà giờ dọn mang nhện sao? Xịt trước làm sao dặn cho nó không lùm xùm nữa. Xịt trước là xịt rồi là mãi đắt xéo bỏ rồi à. Bài có đâu được rồi bài đắt xéo nữa thiệt tình luôn á. Xéo gì trời, xéo cái vụ gì xéo tào lao đắt mà. Đắm đắt thì nó đắm đắt đi mà bãi đắt xéo ở đống núi đúng không? Trời thấy chưa là nãy là lại là có đi tưới nước rồi phải không? Tưới rồi dãy cỏ chưa làm cỏ chưa làm cỏ chưa thì chừng nào mới đi làm cỏ cho người ta mà trước mà mai coi làm xong nhớ thanh toán tiền này kia đầy đủ ngang nhớ bà kêu bà thanh toán tiền nha Nguyễn sao có tiền 300 gửi là
Làm gì làm miễn sao có tiền cho vợ được rồi. Còn bây giờ nè, chính là cho lại đi làm ở dưới ngày. Quân tử nhất ngôn, miễn sao có tiền cho Trinh xài. Trinh cho liền. Trinh ơi, rồi cho lại đi làm nhiêu ngày? Làm nhiêu cũng được. Thì ngày nào cũng có tiền cho Trinh với cô Trinh. Đi 2-3 ngày được không? Ok, mà mỗi ngày tới tiền nha. Ok. Lại đó, nữa đi qua bản làm ta, nói người ta mình làm gì vừa thôi. Giữ sức khỏe không? Trời, tới giờ ở dưới. Không, ý là làm gì vừa thôi. Đi về nhà ngủ ngay này kia, giữ sức khỏe, bữa sau làm tiếp. Để làm nhiều quá nó riêng mình. Làm nhiều quá đâu được. Làm ở nhà, quét mà nhà trời nữa. Trời ơi, người chồng đó đi làm ở chỗ người ta đã là mệt rồi mà đã mất sức. Về trời đó mà còn quét dọn nữa. Trời ơi, kiểu này làm hoài dưới nhà cửa. Mà sao nãy nó có tiền không? Là được. Cũng hơi 700 nhật cuối tuần cho nghỉ chứ làm nó làm suốt vậy. Anh xui chủ nhật tăng ca. Ngày sao có phơi đồ không? Chiều nay 6 giờ 15 phút mưa đó. Hả? Chiều phân ngày ở nhà có phơi đồ không? Không. Với giặt đồ. Nhưng tối đó đúng 7 ngày luôn đó. Là đó em đó là 12 ngày. Để 2 tiếng đồng hồ là mưa ra đúng nay là đúng 12 ngày nè, hôm qua hồi tối. Qua bữa nay là phát hiện ra lại có một cái biệt tài nữa nha. Mưa lâm dâm lâm dâm. Trên nó hay giữ trời gió cho ăn chuyển bịt mũi chứ. Ngoài giữa gì biết. Ngoài trong mình không ra coi. Không có, nhưng mà đón có thể là nhiều khi cũng có chỉnh chút xíu. Nhiều khi cũng đúng chính xác. Thì ai cũng có sai sót đúng không? Anh ơi. Anh ơi, trời mưa. Đón rồi đó cũng ngay lắm mà bây giờ chút xíu rồi. Ai thử đón cái vụ này coi. Chừng nào ông Trinh nó quậy tiếp. Trong vòng ngày mốt. Ngày mốt ha. Ngày mốt có thể là dai đi dai. Là dai lại ha. Dai gì nè. Anh ơi, em mệt quá, lạnh quá, anh sửa ấm cho em đi, trời mưa quá lạnh rồi. Có thật lòng không đó, có thật tâm không? Cừ dễ rồi. Sợ cừ bên ngoài mà cơ bị trong không cừ. Ai biểu thì... Đó, không, cừ ngoài đó, đúng bây giờ không? Cừ ngoài thiệt nhưng mà trong á, ở trong không cừ bên ngoài. Ai biểu thì chồng găng không đi qua tắt một đó. Có đâu. Trời ơi, công việc của người ta thì phải làm chứ, nhỏ này ngộ ta. Không có. Ơi. Gì vậy? Còn ông lại nữa ở nhà đi. Cho con Trinh nó qua anh kia lau sắt. Còn đi, ai bây giờ cho có việc làm đi làm không? Lau cục đèn. Lau cục đèn là gì? Lau cục đèn với nghiêng cục đèn nó dơ á, lau một lau hàng ngày á. Lau cho nó bóng. Có luôn. Sao nó bụi vậy? Trời này mét. Cái này. Bữa nay là mới trồng găng nữa nè. Cái này vợ chồng mình có chương trình gì mới không? Thôi cái mới chưa kịp đâu. Để thử nó sức. Tối nay dễ gì mà 2-3 ngày đi, 2-3 ngày nó cứng. Tối nay có mưa thì quét dán nhện. Chưa đâu, nó còn xi măng nó còn yếu. Để chừng nào nó khô cứng như bê tông vậy mới được. Công trình bắt ổn, chưa có hoàn thành. Chừng chắc phải là mai mốt cứng á. Mai. Mai mốt cứng. Cái nhà hôm gài cắt xong xuôi cho thầy Dương rồi hả? Chào ông chưa cắt cổ nó mới cắt nóc khung mà làm sơ khai chân trước rồi đó. Nó kín rồi, bây giờ mình chơi cửa sổ thí dụ mà lỡ em chồng nó ra đi vô rồi sao? Gì mà nó còn cọ cạc đến giờ rồi, không giờ làm cứng lắm mà sao còn cạc cọ cạc hoài tối gì vậy? Thanh là dây là cho chá. Mới lúc sống nhẹ mà do cọ cạc. Mới. Thử luôn á. Nhà sàn á. Nhà sàn á, sao bữa nay. Bỏ không quên vô thêm cái nóng, vô thêm hai cái nóng nữa cứng. Chị đi ra ngoài lấy nhớt đó của người ta đó, về chỗ nào nó cọ cạc mình tha vô. Vô đừng có này yếu cái chừng. Cọ cạc. Anh à, đừng có. Nó cọ cạc ra nó giống vậy. Gì cơ? Gì mà dây dưa tới cỡ đó vậy? Nó yếu cái dạng nóng á. Bỏ hạn chuông ở ngoài nó hai cái này nó bỏ vậy á, ta nói cái lúc á người ta đang làm cái nhà ta để từ từ đi cho nó hoàn chỉnh đi, mình hãy khai trương hay không, nó chưa có gì mà hoàn tất hết trơn, mới lên cái khung không mà đè khai trương rồi mà nó bị còn sai kết gì? Cấu của người ta mới có lên cái nóc mà chưa có cắt cơ, chưa có hai cái bên chưa có đóng vô nữa. Khai trương kéo màn khai trương trước rồi. Trời không lo chắc mát dữ ha. Mát cho heo đã. Hơn khách sạn năm sao nhiều. Đã ha. Cái đó ngàn sao luôn chứ năm sao gì. Cái khách sạn không thoải mái bằng đó, phải sao? Đó là cũng như là nó có không khí xung quanh đó.
với lại có mùi mà màu này nọ mà đẹp, nó ngon thơm. Có mùi luôn hả? Có mùi luôn mới ghê. Mùi mùi không khí đồ á. Rừng lá xanh xanh. Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi. Bây giờ mình ta hát tặng cho khán giả ăn bản đi, chồng mới chồng đăng đây nè. Bản nào okay. Hát bài nói về chồng đi, thương chồng đi. Vợ coi, bữa nay vợ hát lại hát bài vợ tôi coi. Không biết. Tôi hát vợ tôi sao đó. Ừ, ca không được. Sao vậy? Mới chồng văn mình ca chưa nghĩ. Ờ, chồng văn ca sức luôn. Nó bê tông chưa cứng. Rồi ca đi. Hồi bữa nó nói chứ lại ca hay lắm á nghe, tại nằm dưới sàn nghe lại ca hoài ca mà cao kê luôn á. Đúng hả? Ừ, hay lắm. Lại nó giấu á, nó không chịu ra. Giờ hai chồng xong ca nè, nào giờ không nghe hai chồng xong ca nè, bữa nay xong ca ăn bài cho vui coi. Bữa nay lại tự tin này ca ăn bản à lại. Bữa nay coi có răng lại rồi, điều lại rồi chưa? Chưa, mai đi. Ê, xong ca làm khúc đó. Thôi. Mai này rồi. Mình ca nguyên bản nó xúc, mình ca nửa bản thôi. Ca thấy ghê, cứ khó rồi là không chịu ca. Hồi xưa là bông hoa là mới nổ vậy, còn bây giờ là bông hoa đã tàn, thành ra là không ca nữa đúng không? Chú kỳ nhẹ đó đâu. Sao mà không? Tao có được rồi à. Ủa nó đang nói chuyện, tưởng nó nói ca chứ. Mà lần cuối gặp em ăn bánh chuối. Em ăn cái gì nữa? Cái gì? Trời ơi, trời ơi. Anh nhiều. Trời ơi. Nếu duyên không hành nghiệp ơi, em cắt tóc vô chùa đi tu.